Đây là phái đoàn du lịch Hà Giang, chúng tôi đang đến địa phận Hàm Yên để dừng xuống để xem mua táo. Một khu vực này người dân người ta trồng táo rất là nhiều, bạt ngàn là táo. Mọi người thấy táo Hàm Yên những quả mà nó to giống như quả ổi luôn. Nè. Cái này còn ngọt hơn à? Vâng. Táo đẹp đấy. Còn như nhau ạ? Còn như nhau á? Vâng. Nhưng mà phân loại to nhỏ. Thế bây giờ thứ hai, bây giờ mỗi người chỉ ăn quả được không? Trong hồ ra cái gì á? Đúng rồi, bổ ra mua. Bổ ra mua. Chuyến du lịch chúng tôi đi thì gặp một vườn táo rất đẹp, nhưng mà vẫn cô chủ bán táo còn đẹp hơn cả táo. Anh thử đưa đi, anh biết em mua luôn cái nón, mua cái nón luôn, lấy cả luôn đi em, cả cái này luôn, cả nón là 30.000 nữa. Mà thực ra là các anh ở đây á là không chủ động mua táo đâu. Thấy bà chủ xin đồ ghế xuống mà mua á. Tôi mua luôn đi, bởi vì ở nhà nóng thiếu luôn quá. Về Tết luôn ạ. Nhà cho đủ 100.000 đi ạ. Ăn chanh quá nhỉ. Mời cả nhà ăn táo nha. Táo thì thật to lắm mọi người ơi, mà ngon. Ôi chú kia vừa lấy quả đấy, thế thôi sao. Táo Hà Giang. Về anh nha, anh khuyên. Đâu đây, chưa đến Hà Giang chứ? Chưa đến Hà Giang. Đến Hàm Yên, Hàm Yên Tuyên Quang. Đây hả? Hàm Yên Tuyên Quang. Hàm Yên Tuyên Quang. Rau. Đây, ăn này, anh em đây. Để đi luôn, ai ăn lấy. Vì thấy em xinh thôi. Đây, em ơi, có phải là anh cũng có táo không? Nhưng mà vì thấy em xinh, đây thấy một cô chủ cái áo rất là xinh, cho nên là chúng tôi phải dừng lại để mua táo đấy chứ. Chúng tôi vẫn có táo đây. Đó. Vẫn đem táo. Nhưng vì cô chủ rất xinh ở cái vùng Sơn Cước, cho nên chúng tôi phải dừng lại mua đây. Theo chúng tôi quan sát là dọc đường này người dân người ta trồng táo rất là nhiều, và ở dọc đường là các nhà nào cũng có bày bán táo ở dọc bên hai bên đường rất là nhiều. Ba cân ba chứ không phải ba ký à? Ba cân ba. Thôi. Đi vô được bao nhiêu? Không làm gì thay. Xanh lại. Đấy đi. Thôi nha các anh, chào em nha. Vâng ạ. Vâng, tôi đang có mặt ở Hà Giang. Hôm nay chúng tôi xuất phát lên Hà Giang từ lúc 8 giờ và 6 giờ là hết 10 tiếng đồng hồ chúng tôi lên được Hà Giang để thăm những người anh em chân tình trong dòng họ. Thì chúng tôi đã bước chân được đến Hà Giang là lúc 6 giờ kém 15 phút. Thì được các em ở trên Hà Giang tiếp đón rất nồng hậu. Và đây tôi review cho tất cả mọi người biết, đây là đây tất cả anh em ở trên Hà Giang đấy ạ. Hiện nay chúng tôi đang còn uống rượu và ăn nhậu tại ở Hà Giang. Và trước tôi là sau 10 tiếng đồng hồ chúng tôi di chuyển từ Thanh Hóa lên đến Hà Giang.
gặp được các em út ở trên đây là rất là chân tình tiếp đón, thì chúng tôi đang có mặt tại Hà Giang đây ạ, uống rượu. Đây là cái chỗ giáp ranh giữa hai đất nước Trung Quốc và Việt Nam. Đi cùng đoàn thì chúng tôi là từ ở Thanh Hóa lên. Này. Đúng là sông Lô chiều cuối năm đó nè. Nhờ. Đây là những người dân giao thương giữa hai đất nước Trung Quốc và Việt Nam để trao đổi hàng hóa. Và nơi cửa khẩu Thanh Thủy thì trước mắt chúng tôi thấy đang người ta đang xây dựng. Vâng, cảm ơn em. Và đây là nơi chỗ làm thủ tục để giao thương giữa hai đất nước với Việt Nam. Đây, mọi người thấy là những cái quả đồi rất là đẹp không ạ? Hôm nay không khí thì rất là ưu đãi cho những người du lịch. Và đây là căn nhà của trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Và bên kia là của bên phía nước bạn Trung Quốc, còn bên này là đang giáp ranh của Việt Nam mình, thuộc trên đất Hà Giang. Và đoàn chúng tôi đang còn vào trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy để làm các thủ tục để thông thương, để qua đất nước bạn Trung Quốc để chúng tôi tham quan. Thời tiết hôm nay thì rất ưu đãi cho đoàn. Không lạnh cũng không nóng, thời tiết khoảng 20 đến 24 độ C. Còn sương mù thì dày đặc ở trên các cái hòn núi cao, rất là đẹp, không gian rất là yên tĩnh. Và chúng tôi đang có mặt ở Hà Giang, đây là km số 0 giữa Tuyên Quang, giữa Tuyên Quang đến Hà Giang. Ở đây là một cái không gian rất là đẹp, thành phố Hà Giang là bởi cái thung lũng đồi núi rất là đẹp. Phía trước là quảng trường. Và bên cạnh cột mốc là cái dòng sông Lô chiều cuối năm. Về Hà Giang thì mây mù bao phủ, đỉnh sương mù rất là đẹp, một cái quang cảnh rất là đẹp, mọi người thấy đẹp không ạ? Đấy, mây cứ lập lờ trên cái đỉnh núi, và trước đây là cái dòng sông Lô chiều cuối năm. Đây này cũng là trung tâm của thị xã Hà Giang. Đấy. Thành phố Hà Giang thì rất hẹp về chiều ngang, thì ở cái rừng núi thì
theo quan cảnh tôi quan sát thì nó nhiều đồi lắm, để có những cái thung lũng bằng để mà đặt ở mấy khu trung tâm là rất ít, cho nên là rất là ít. Còn đứng ở cột mốc Hà Giang đây là biết em là dân bản địa Hà Giang dẫn chúng tôi chơi. Đây là cột mốc xuống sông đây, tại sao bên đây là có thung lũng mà ra phía này. Trung Quốc ngày thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1891, diện tích là 7884,37 km vuông, đó là diện tích của Hà Giang mọi người nhá. Hà Giang đi Hà Nội là hết 320 km, Hà Giang Đồng Văn là hết 155 km, đã phải đi 5 tiếng thì mới đến được cao nguyên đá Đồng Văn. Vì mọi người thấy một em gái hát hay không mọi người ạ? Ê cô, làm cái gì mà ôm bấm cái điện thoại tối ngày sáng lên vậy?